ra cái con bự này mà đụng má con nhỏ mà không màng giờ vũ ê tấn người ta ngu quá vậy. Có ba con rồi mà bắn hết hai con chặt bài gà nhiều lắm tản má tao ghiền gà hơi tám ghiền hai cái bánh tì quá đỉnh chặt chút hai qua lại gà trống hơn không gà đó chưa nhậu đi kiếm được hai nhậu thôi không biết cái cảnh không quen không biết được rồi hết rồi có hai bên hai nách này nè chẻ cái nách này ra bẻ cái nanh ra cái này cái nanh giống như cái hạt đó hạt đó là nó cắn là nó tiền hạt nó mạnh lên tách luôn chẻ thẳng nó luôn chẻ thẳng cái mẫu cái là luôn tách cái răng nó biết tôi đã biết cứu nó đụng hẹn cặp cầm trọt vô nướng lẹ dao mà đụng má cầm hết thừa hồn con lùi to luôn khều hen qua một bên riêng đi. Nóng quá. Nướng con bò cũng chín rồi. Nó hơi hơi ngoài thôi chứ đâu. Có cần đốt chứ đâu. Ừ, khều ra đây miếng đi, nóng quá. Dao dao rồi đâu rồi. Rồi đẩy cục đá qua cơi lên. Đẩy cục đá qua em nè, cái cơi bên đây nè. Rồi. Ồ, hấp quá. Cái cục đá bự á. Ừ. Tại làm bỏ đâu tà.
bia đâu mà lấy cái những gì từ từ nghiên cứu cũng nào coi ca gì ca không. Tao chưa chụp hình nữa nè. Mày chắc làm kênh YouTube quá. Má kênh này chắc nghề người siêu giỏi quá. Chữ ngang quá à. Trái luôn rồi. Cái bìa ra đánh trái với bìa dưới. Trời ơi. Trái luôn. Quà luôn. Về chứ chín để đó nữa thôi còn gì ăn. Mày quà chứ sốc gì. Mà nó rồi. Mà nó ghét kìa. Thằng kia sao nghe hạt nghe ăn nghe liền tiền ơi đói đụng hai nó nguội cái nó tanh lắm trái này, anh tiền còn nóng quá mà cắt nóng cái đây ăn đi con gì đi ăn hay bỏ hạt mèo luôn ăn thử cho đụng má lên tới não không ngồi đụng má vô thì ha chơi sao mà sống lâu năm quá rồi anh đừng hay động dục quay phim thánh ngộ ăn ta mày này tại làm gì đó à còn con nữa bò ăn xương tay não luôn cái này mình dậu á hỏi gốc này vô đây uống luôn nè không không lạnh đâu lạnh không lạnh tính lại mấy cục đá được rồi chờ nhánh tan nữa rồi cái mày nè mình uống đi. Cú 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 bà